Dạ vâng, cô xin kính chào tất cả cô chú anh chị cùng quý vị đang xem trên kênh Hương Rừng Vlog. Và con xin chúc cho cô chú anh chị cùng toàn thể quý vị thật nhiều sức khỏe, thân tâm và an lạc. Cả nhà ơi, hôm nay là buổi trưa của ngày 20 tháng 9 năm 2024. Con có nội dung thông tin mà muốn chia sẻ đến mọi người. Sư Minh Đạo hiện tại thì theo thông tin em được biết thì Sư Minh Đạo đã về Vũng Tàu. Về Vũng Tàu hay các anh chị. Và ngài cũng có chia sẻ rằng là về để mà chăm lo cho các con. Thì thật là một cái hình ảnh thật là tuyệt vời. Những cái người mà yêu mến Sư Minh Đạo và những Phật tử mà yêu mến Sư Minh Đạo, chúng ta không nhìn lầm đâu cả nhà, không nhìn lầm đâu. Và những cái sự việc mà Sư Minh Đạo làm cho những cái bà con Phật tử, bà con mà nghèo khổ ở vùng mọi miền đất nước, và thầy làm những cái sự mà cuộc thiện nguyện, dùng cái sự từ bi của mình đi đến những nơi vùng lũ lụt và sạt lở đất đó, đem những cái sự từ bi mình gửi tặng những phần quà thật ý nghĩa và vô cùng to lớn ý nghĩa đến những cái người mà gặp những cái hoàn cảnh khó khăn, màn trời chú đất, thật là một cái sự mà vô cùng hãnh diện về Sư Minh Đạo. Thì được biết thì ngày hôm nay thì Sư Minh Đạo sẽ về Vũng Tàu, và chúng ta cùng vào một nghe một cái câu chuyện có thể gói rất là hay của một người già, đáng tuổi ngoại của em đó cả nhà. Đã chia sẻ về Sư Minh Đạo để cho bọn ma tăng đó, những cái người mà như Thiện Thuận nè, những cái tên ác ôn đó, mà nghe và cảm thấy nhục khi mà thấy những cái hình ảnh Sư Minh Đạo. Ông bà ta có câu á, thì ra đường hỏi già, về nhà hỏi trẻ. Và cô bác chị mình có thử có xem cái đoạn video nào mà những cái tên mà như chùa Ba Vàng nè, chùa gì của anh Từ Lùng nè, chùa gì của anh mà Phật Quang nè, Phật Quang gì của anh Quang đó, có bao giờ ai nói tốt về cái chùa đó đâu. Em nghe rồi, có rất nhiều người họ chỉ phanh vô những chuyện tệ hại cả thôi, tệ hại lắm. Và các anh chị mình vào xem một đoạn video của một người cô nói gì về Sư Minh Đạo, để chúng ta biết rằng là Sư Minh Đạo sống như thế nào và ngài đã làm những gì mà những cái cho những người nghèo khổ ở xung quanh tu viện, để mà cho bọn chúng biết là tại sao mà Sư Minh Đạo lại đem đi chở gạo đi mà tụi nó cho là ngài em đi bán đi lấy tiền bỏ túi riêng. Mời các anh chị mình vào xem nha. Ông sư ở đây thì có mình có gì qua ông giúp đỡ, rồi giờ ông đi không biết, rồi nhiều khi hết gạo không biết xin ai nữa. Là ở bên cốc của ông Nguyên Phú nè, rồi ông Minh Đạo bà nói nào ngay thì ông thấy bà già cả, ông cũng có lâu lâu cho gạo bà ăn, rồi Tết bà đi gặp ông cũng cho bà 200, có sao nói vậy đó. Thì ông có kêu bà qua bển ăn cơm, già rồi qua bển tôi nói thôi già quá rồi qua không có được, ở bên này. Rồi ông kêu chú Tiểu rồi họ cho thùng mì, cho chục ký gạo, biểu mấy chú Tiểu đem qua cho bà ăn. Thì ông nói thì chừng nào không có gạo thì nói cho ông biết vậy đó. Dòng đây được thì ông tốt. Dạ. Thì bà nghe tin sư đi lên núi tu thì bà thấy sao? Thì bà đâu biết bà ở bên này, và chừng bà qua bên bà nghe cái bà nói hồi ơi, ông sư ở đây thì có mình có gì qua ông giúp đỡ, rồi giờ ông đi không biết, rồi nhiều khi hết gạo không biết xin ai nữa. Nói vậy. Bà có hay qua bên tu viện không bà? Dạ có, cũng qua như hôm Tết rồi đó, qua thì Phật tử đi đó, thì lại ngồi chỗ băng đó, rồi nghe sư thuyết pháp rồi đó, cho mấy Phật tử nghe. Vậy. Bà ở đây thứ hai bà? Bà hồi xưa thì cái ông Nguyên Phú, ông đi tu, ông xã đó, ông tu này, ông tu hồi năm 94, rồi tới năm 2021 ông mất rồi. Bà thấy bây giờ ông mất rồi, thì thôi bây giờ bà ra bà đốt nhang cái cốc này ở đây đó. Rồi ông Minh Đạo ông thấy bà qua ở cũng có người con đi đi về về vậy đó. Còn ở dưới quê thì có hai đứa con gái ở dưới, mà đứa thì nó lâu lâu nó gửi cho chút đỉnh xài vậy đó. Rồi ở đây vòng vòng chùa đồ ta, mấy cô sư cô đồ có rau cải đồ cũng đem lại cho bà ăn, bà cũng dạ.
có sao thì bà nói vậy thôi. Ông Minh Đạo thì bà thấy là ông thương người vậy đó, cũng thấy già cả là ông thương. Ông hay cho gặp thì có cho tiền, rồi có khi thì cho gạo vậy đó. Đó thì ông vậy đó, thì mình thấy vậy. Thì ở đây thì đấy, thì cũng kính sư vậy thôi, chứ biết gì gặp sư thì mô Phật. Sư nói có gạo ăn không, có thì sao chú tiểu đem qua cho vậy đó. Dạ vâng, cả nhà ơi, cô bác anh chị ơi, Phật tử mọi nơi ơi, thì cô bác anh chị vừa nghe một đoạn mà chia sẻ của một người lớn tuổi mà đã chia sẻ về sự mà giúp đỡ của sư Minh Đạo đối với cô. Và được biết thì chồng của cô cũng đã là đi tu, cũng đã đi tu luôn cả nhà, cũng phát nguyện đi tu luôn. Và cô là bây giờ hiện tại là cô rất là khốn khổ, và sự giúp đỡ của sư Minh Đạo đó cho cô rất là nhiều, cho gạo nè, rồi cho tiền, rồi kêu là những con đó, những đứa trẻ đó quan tâm chăm sóc, đem gạo đem mì tôm. Thì đó là cái sự vụ việc mà chúng ta không thấy hiếm, mà khi những cái người lớn tuổi chia sẻ về sư Minh Đạo, rất là nhiều người chia sẻ sư Minh Đạo, ngày xách xe đạp đó, ngày chở những cái bao gạo 5-10 kg đó, ngày chở tới nơi và ngày cho với tấm lòng của mình, chính cái xe đạp của ngày vậy cả nhà, ngày đạp và ngày đại đội cái nón như cái nón lá ở miền Tây tụi em vậy đó, cái những cái hình ảnh thật là đẹp, cái sự mà yêu thương chia sẻ đùm bọc, thật ra chúng ta thấy rất là ít. Để có một câu nói mà có một thầy chùa nói như thế này, chùa không có nghĩa vụ là phải giúp đỡ người nghèo đó. Chùa không có nghĩa vụ là giúp đỡ người nghèo. Các bác chị mình nghe câu này mà nó cũng rất là bức xúc ha. Tại vì chùa truyền là sống dựa trên Phật tử cúng dường. Chùa truyền là dựa trên Phật tử cúng dường và những cái người yêu thương, những cái hoàn cảnh như là này kia nọ, người ta sẽ đem cúng dường những cái phần đó đến cho chùa. Và bây giờ thì cũng đúng như cái câu là chùa truyền không có nghĩa vụ. Không có nghĩa vụ là gì cả nhà biết không ạ? Không có nghĩa vụ để mà giúp đỡ người nghèo. Cả nhà biết thì một điều á, hôm nay thì sư Minh Đạo đã về với tu viện Minh Đạo. Một điều đặc biệt á là chưa bao giờ chúng ta lại thấy là những cái người là già lớn tuổi, hoặc là những cái người mà gần những cái chùa lớn đó, như chùa Phật Quang nè, chùa của anh Từ Lùng nè, hoặc là chùa của anh Minh, toàn là những cái người chỉ trích không. Tại sao chúng ta phải đặt hỏi, tại sao chỉ có sư Minh Đạo thôi mà nhiều người lại khen hết lời và sự chia sẻ đó thì ấm lòng cực kỳ cả nhà. Và một điều đặc biệt hôm nay thì các anh chị biết thì ngày hôm qua cũng có rất là một nhiều người điện cho thầy để mà nếu mà thầy gật đầu đồng ý là cái chuyện nó xảy ra là người ta sẽ giúp đỡ thầy cắt lên một cái tu viện mới để mà nuôi các con các em đó. Các anh chị thấy ha, đâu có ai làm được đâu. Những cái tên ma tăng bây giờ nó đang quấn quýt lên nghe tin này ha. Và có một Phật tử là hiến 400 m² nhà ở là xây sẵn luôn, nếu mà thầy ok là thầy về ở đó của nhà, thấy ha, rất là vui. Và những cái hình ảnh của thầy á, làm cho chúng ta rất là vui hoan hỷ đó các anh chị. Mình thấy ha, mình cảm thấy mình không có nhìn lầm và mình không có tôn sùng một người không có sai đó, của nhà thấy rõ ràng là vậy. Và hy vọng rằng thầy á, thì luôn luôn là khỏe mạnh và giúp đỡ những cái hoàn cảnh khó khăn, đem những cái từ bi hỷ xã của ngài đến với mọi người, và làm cho những tên thầy tu bóng ma là những cái tên mà ép thầy vào cái đường cùng đó, vào cái thế bất khả kháng đó, tụi nó sẽ biết quay đầu là bờ ha, biết quay đầu là bờ để mà tụi nó sẽ không còn cái gì nghiệp quật. Tụi nó nghiệp quật nhanh lắm cả nhà, nghiệp quật thì đâu có sớm hay muộn thôi, tại vì cái đó là cái tài sản của sư Minh Đạo. Sư Minh Đạo đến tên tài sản cá nhân và được giấy tờ cấp ở xã cấp đàng hoàng, mà tụi nó còn vẫn cốp cạn được ha. Tụi nó còn có thể dùng những cái gì mua sâu cái bản hả, cấp cạn được cái tu viện Minh Đạo, thì cả nhà biết thì nó khủng khiếp như thế nào ha. Thì cuối video thì em xin chúc cô chú anh chị mình thật nhiều sức khỏe, hạnh phúc và thành công. Con xin chào và hẹn gặp lại.